Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cũng nhân tiện đây cảm ơn hết thảy những bậc phụ huynh, bạn tạo điều kiện cho con của bạn hầu việc Chúa. Tôi nói với bạn rằng bạn rất là khôn ngoan, bởi vì bạn đã đang giúp con bạn làm một điều mà sau này bạn không hề hối hận. Người ta làm một con số thống kê, những đứa con của những vị giáo sĩ thường là những đứa mà lại rất nhiều những phát minh và sự khôn ngoan. Bởi vậy cho nên, xin anh chị em hãy để ý, động viên con của mình hầu việc Chúa tốt hơn. Đây là một ghế khá nặng, nó tượng trưng cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Berlin. Ai là người đàn ông tại đây nghĩ rằng mình là người khỏe nhất, giơ tay tôi xem nào. Ai là người nghĩ rằng cái ghế này dễ nhất, giơ tay tôi xem. Tôi nhìn thấy một người đàn ông từ Praha to gần bằng tôi. Mời lên phía trên này được không? Dũng lên phía trên này. Hãy vỗ tay cho người thanh niên trai trẻ này. Yeah. Hắn đã từng đi xe Honda chở tôi đi Hà Nội để truyền giảng. Có đứng tại đây. Con thấy cái ghế này nặng không? Nặng, con bê được không? Chắc được. Chắc được, từ từ. Bây giờ con ngồi xuống, con nằm đây. Con bê được không? Nắm xuống phía dưới bê được không? Nhắc lên xem nào. Không, một tay thì không được. Một tay không được. Người thứ hai, người nào khỏe thứ hai tại đây á, tôi nhìn thấy hình như có ông Chiến từ Na Uy đó, cũng thuộc diện khỏe. Mời anh lên phía trên này. Hãy vỗ tay cho ông Chiến này. Yeah. Đây là một người mà vợ đã cầu nguyện thiết tha cùng Hội Thánh mỗi một ngày. Nếu mà ông nhìn thấy nước mắt của bà thì ông cảm động lắm đấy. Trong cơ bắp của ông cũng to gần bằng tôi nha. Ok, ông có thể nắm đây bê được không? Bê được. Dạ, bê thử xem nào. Nào thử xem nào. Không bê được à? Ok, người đàn ông nào thứ ba khá khỏe. Nào mời thanh niên đại lên phía trên này nào. Mời thanh niên đại, to khỏe. Dạ, rất là thư sinh. Dạ. Con nắm đầu này được không? Bê được không con? Cũng không được. Dạ. Mời anh Cẩn là người mà thường xuyên làm công việc bau nhà cửa, đã từng bê vác những tấm bê tông. Nhà anh Cẩn có vẻ khỏe nhất. Tôi nhớ cái ngày chuyển nhà từ Lichtenberg về Caro, hai người ba người thanh niên bê cái tủ lạnh không bê được. Ông này ông bảo là dẹp ra cho khác, ông lấy dây ông buộc kiểu gì đó ông đưa lên vai, một mình ông ấy vác thẳng lên nhà luôn. Ông nói rằng cái vấn đề không phải là khỏe, không phải là cơ bắp, mà vấn đề nó nằm ở cái đầu và quen làm việc. Và tôi nghĩ ông chắc là nhìn cái này thấy tốt. Ông không bê đằng này, ông bê đằng này cơ. Chắc là không bê được. Dạ. Bây giờ nó rất là nặng. Dạ, không thể bê nổi. Ok. Đây là công việc Chúa tại Hội Thánh Berlin rất là nặng. Có nhiều người họ nói rằng sau 4 lần chia rẽ mà tại sao Hội Thánh Berlin vẫn thế này. Họ không tin được. Và sắp tới còn gấp 5 lần như thế này nữa cơ. Và nếu như vậy, chúng ta cần nhiều người làm việc lắm. Bây giờ tôi bày cho bốn người một cái cách này đặc biệt. Chỉ cần ngón tay út thôi. Chuẩn bị đưa ngón tay út được không? Con thò tay bên này cái. Dũng bên này ấy. Anh bên này cái. Nào thử nhân lên xem nào. Nào. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa. Mỗi người không phải bậm môi, phùng má, trợn mắt. Mà họ cũng không cần phải dùng cơ bắp nhiều. Họ chỉ cần ngón tay út thôi. Ngón tay mà để ngoáy tay ngoáy mũi vừa dễ gãy đó. Nhắc lại cho mọi người nhìn thấy. Nhắc lại. Anh cần có quay cái này cho mọi người nhìn thấy rõ hơn. Ok nào, nhắc lên. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Xin mời bốn người to khỏe trở về chỗ ngồi của mình. Hãy vỗ tay cảm tạ Chúa. Hallelujah. Nếu như cuối năm nay mỗi một buổi nhóm chúng ta có 140 con người đến thờ phượng Chúa người lớn, bên cạnh đó 50 cháu ấu thiếu nhi, thì như vậy chúng ta cần đông người hơn. Nếu như bằng giờ đầy năm sau, hàng ghế bên này lại đầy nữa. Nếu như sau 3 năm nữa, tất cả căn phòng đầy 400 người, chật. Chúng ta cần nhiều người làm việc. Hội Thánh không phải là chùa một cột. Nó không phải xây dựng trên một người, mà nó xây dựng trên mỗi một con người tại đây. Ai ai cũng có một cái tài năng Chúa ban cho một cái ơn để làm một công việc nào đó trong Hội Thánh. Thành ra tôi muốn nói với anh chị em câu nói: hãy trung tín việc rất nhỏ. Không phải chỉ là việc nhỏ nha, việc rất nhỏ ta sẽ ban cho việc lớn. Vừa rồi
cả cộng đồng mạng sôi sục về một câu chuyện thật là cảm động. Một người phóng viên ngồi uống cà phê, nhìn thấy hai mẹ con đi nhặt vỏ chai. Đi ngang qua chỗ quán cà phê, ông ấy nhìn thấy thằng bé đi theo mẹ nó đang ôm một cái bịch. Và ông ta ngắm nó, thấy thương thằng bé, nó tầm 8-9 tuổi. Và bỗng nhiên, có một đoàn trẻ con của trường, chắc là trường tư, ăn mặc đẹp lắm, đồng phục, đi vào cái công viên đó, trải những tấm ni lông thật đẹp, bắt đầu nhảy múa hát ca. Người phóng viên này nhìn thấy thằng bé lại gần cái đám nhỏ này đứng nhìn và lẩm bẩm hát theo. Ông bắt đầu đi theo, theo dõi, nghĩ xem thằng này nó sẽ làm cái trò gì, hay nó định ăn cắp dép, vì cho nó vào cái kia là để lại giày dép ở bên ngoài hết rồi. Và ông đứng từ xa nhìn thằng bé đó, mọi người biết ông làm gì không? Ông nhìn thấy cái gì không? Nó lại gần, ngắm các bạn và xếp lại cái dép và giày vứt lung tung ở đường lại ngay ngắn. Nếu bạn muốn xem hay vào Google đánh cái dòng chữ đó sẽ ra hình ảnh của thằng bé. Ông phóng viên đã chụp được hình ảnh đó. Nó rất là cẩn thận xếp lại từng cái giày, từng cái dép của các bạn cùng tuổi đang lung tung ở ngoài đường. Xếp lại cẩn thận. Ông nhìn thấy hình ảnh đó, chụp ảnh và lại gần làm quen hỏi mẹ và nó. Sau khi ông ấy post lên trang mạng của ông ấy, rất nhiều nhà hảo tâm đã nhảy vào cuộc để cứu thằng bé. Hai mẹ con không có chỗ nương dựa, nó không được đi học vì không đủ tiền. Và cuối cùng, một vị hiệu trưởng trường tư đã đồng ý trả hoàn toàn học phí cho nó để nó học. Một vị giám đốc khác đến gặp mẹ nó và nói rằng: tôi cần một người công nhân làm việc trong nhà, trong công ty của tôi, chỉ có thể vào làm hợp đồng. Và từ một việc rất nhỏ, đã cứu hoàn toàn tương lai của nó và mẹ của nó. Bạn ơi, có một đấng to hơn, một đấng tuyệt vời hơn, một đấng mà ông phóng viên kia còn ngủ đêm, còn đấng này ngày và đêm ngài không chợp mắt. Ngài nhìn thấy cả những việc làm của bạn đi trong hội thánh này, thấy một cái rác rơi ở đâu đó, bạn cúi xuống nhặt cái rác đó vứt vào thùng rác. Bạn nói rằng một việc làm vô ích không? Đấng đó nhìn thấy bạn, ngài chấm điểm. Ngài nói rằng nó nhìn thấy một cái rác mà còn quan tâm nhặt nó lên vứt vào thùng, thì ta sẽ giao vào tay con người này nhặt thật nhiều những linh hồn khác nhau. Người Nhật, họ dạy con của họ nhặt 10 yên mang trả lại người đánh mất. Đến gặp cảnh sát, và cảnh sát mất 30 phút để hỏi cháu nhặt ở chỗ nào và hoàn cảnh nào cháu nhặt được. Nhà báo Việt Nam nghiên cứu phát hiện ra mất thời gian có khoảng 10 xu, mà tại sao người Nhật lại cẩn thận thế? Vào mạng mà xem, bạn thử đánh những dòng chữ như vậy mà xem, cái đó gọi là nghệ thuật sống, cái đó gọi là sức mạnh mềm của mỗi chúng ta đấy. Đừng chỉ nghĩ bảng điểm của bạn là dễ xin việc, đừng chỉ nghĩ khả năng học của bạn tốt là đã tốt, tính cách của bạn mới là quan trọng. Hôm thứ Bảy vừa rồi tôi có nhóm với các cháu tập hát tại đây, nói các con đã nhớ này, tài năng không quyết định được hôn nhân hạnh phúc đâu, sắc đẹp không quyết định được hôn nhân hạnh phúc đâu, mà sự trung tín, tính cách từ bên trong này này, nó mới quyết định hạnh phúc. Có những người làm cha, nếu không trải qua những kinh nghiệm vật lộn và chiến thắng, dễ đầu hàng khi vợ và con của mình có chuyện gì, dễ bỏ những con người đáng yêu đó để đi với chỗ khác. Thật ra tính cách rất là quan trọng, anh chị em. Amen. Thật ra đến với hội thánh, có thể va chạm với một ai đó trong hội thánh, bạn đừng vội nói đó là thảm họa, mà hãy nhìn thấy nó, đó là một kỳ thi sát hạch để bạn vượt qua cái kỳ kiểm tra tính cách của mình. Amen. Có ai đó nói đều bạn một câu, có ai đó vu khống bạn một điều gì đó, đừng vội cho họ là những người xấu. Hãy cẩn thận, đó cũng là một điều gì đó để kiểm tra lại tính cách của mình, đó là phép thử. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng, hãy biến mọi hoạn nạn trở thành cơ hội cho mình sau này. Amen. Có những cục đá ném vào bạn, nó trở thành tảng đá để cho bạn đứng cao hơn. Nếu ai muốn nổi tiếng
hãy chấp nhận tai tiếng trước. Nếu ai muốn nổi tiếng, hãy chấp nhận mang tiếng trước. Con người chúng ta sợ mang tiếng, con người chúng ta sợ tai tiếng mà lại thích làm nổi tiếng. Càng nổi bị bắn càng dễ. Amen. Lãnh đạo, lãnh đạn càng dễ. Thành ra có ai muốn trở thành lãnh đạo mà lại sợ bị lãnh đạn thì đừng lên làm lãnh đạo. Nếu ai muốn trở thành nổi tiếng mà sợ mang tiếng và tai tiếng thì xin lỗi, chúng ta nên chắn bè mình lại. Hãy quay sang lân cận nói rằng: Chúa yêu bạn và yêu tôi lắm. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng: Học trò không hơn thầy. Nếu ta đã bị vu khống nhục mạ thì các ngươi không kém hơn đâu. Hãy vui mừng khi vì cớ ta và vì phớ cớ công bình các ngươi bị bắt bớ, bị nói nhiều điều dữ vu cho các ngươi. Phần thưởng các ngươi thật là lớn. Bài giảng ngày hôm nay của tôi muốn chia sẻ thẳng vào chủ đề, vì sau buổi này có nhiều cái buổi họp. Chủ đề có chủ đề là: Có cha cho nên chớ tham tiền. Có cha cho nên chớ tham tiền. Hãy bật câu Kinh Thánh đầu tiên, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 đến câu 34 nào. Khi chúng ta có cha, có nghĩa là chúng ta sống trong một môi trường của gia đình. Thế giới chúng ta đang sống chia ra làm hai mảng: một là trong gia đình, hai là ở ngoài gia đình. Nếu như đứa trẻ mà sống trong gia đình có cha mẹ, ở trong gia đình đó có một cái luật đó là luật yêu thương, luật đó là luật nhìn nhường. Nếu con nhịn, con nhường anh chị em mình thì cha mẹ sẽ cho con nhiều hơn. Còn ở ngoài người ta gọi là luật rừng. Luật rừng có nghĩa là kẻ mạnh sẽ sống, kẻ yếu sẽ chết. Luật đào thải, quy luật đào thải tự nhiên. Hạnh phúc là cái chăn, tôi muốn ấm thì kẻ khác sẽ bị lạnh. Cái đó là luật rừng. Luật rừng thì không ai mà không tham tiền, bởi vì tiền dường như là bảo hiểm cho cuộc đời của họ vậy. Nhưng nếu có cha thì bạn không cần mắc tội tham tiền, bởi vì trong gia đình có cha mẹ bảo đảm. Câu Kinh Thánh nói rằng Ngài không chống chúng ta tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì nhá. Nhưng Ngài muốn lập lại trật tự cái gì cần tìm trước. Hãy đọc lại Kinh Thánh xem, chúng ta đừng bỏ qua một vài từ. Có nhiều khi một vài từ vô cùng giá trị. Chúa không chống bạn tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì. Chúa không tìm kiếm, Chúa không chống bạn tìm kiếm công ăn việc làm và tiền bạc. Chúa chỉ giúp bạn đặt tìm kiếm cái gì đầu tiên. Chúa nói: Nhưng trước hết, hãy nhắc lại cùng tôi, nhưng trước hết. Có nghĩa là sau cái trước hết đó có cái sau. Đầu tiên là phải thế này đấy, rồi sau đó mới cái kia. Ở phía trên Chúa nói rằng người ngoài họ tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng các ngươi trước tiên, việc đầu tiên, hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài. Hãy nói với tôi từ tìm kiếm. Tìm kiếm là việc của chúng ta. Đầu tiên là nước trời và sự công bình của Ngài. Sự công bình của Ngài có nghĩa là lời của Chúa chép trong này, luật được chép trong quyển Thánh Kinh đây. Không có một quốc gia nào lại không có luật pháp và hiến pháp. Hết thảy mọi điều mà từ thủ tướng chính phủ đến tổng thống đều phải coi trọng hiến pháp và luật pháp. Luật pháp và hiến pháp luôn đặt lên trên đầu hết thảy mọi công dân của nước đó. Nước trời có luật công bình của ông trời. Bởi vậy cho nên đầu tiên phải tìm kiếm nước trời và luật của nước trời đó. Rồi sau đó, vừa rồi nước Đức đang bàn luận với nhau, bởi vì có rất nhiều nhà chính trị của thổ muốn sang bên Đức này vận động những người công dân thổ mà lại song tịch cả công dân Đức. Thành ra họ lợi dụng những người tại Đức này là công dân thổ để làm công việc chính trị tại thổ. Bạn ơi, chúng ta có song tịch, vừa là công dân ở dưới đất này, vừa là công dân ở thiên quốc. Bạn không thể chỉ áp dụng những cái lợi của dưới đất này mà đòi thiên quốc phải đáp ứng cho bạn. Chúng ta cần phải làm theo đúng sự công bình của Ngài thì nước trời mới đáp ứng sau đó được. Amen. Phạm luật thì bạn bị nước đó bắt đi tù.
Còn nếu như bà làm đúng luật thì nước đó phải bắt buộc có trách nhiệm với bạn. Thành ra lời Chúa nói rằng, nhưng trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm. Hãy nhắc lại cùng tôi từ cho thêm. Cái đó chính là kindergarten. Cái đó chính là tiền vô nùng của bạn không đủ, người ta cho tiền thêm đấy. Khi bạn sống không đủ, người ta cho bạn tiền xã hội đấy. Khi bạn bị thất nghiệp, người ta phải cho tiền thất nghiệp cho vào một năm đấy. Nếu chúng ta đi tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Hallelujah. Tôi đang giảng cho anh chị em tại đây, bỗng nhiên tôi phát hiện ra một cái thằng luôn luôn phá phách tôi. Trong khi anh chị em ngồi nghe, nhưng mà hắn đó thì luôn luôn phá phách. Tôi đi đâu hắn cứ đi theo. Tôi quay ra tức mình nói, mày định dọa tao à? Tôi định đuổi theo cái bóng của tôi, định đạp vào đầu của nó. Càng đuổi theo nó thì cái bóng của tôi càng chạy xa khỏi tôi. Rồi đến cuối cùng tôi quyết định không đuổi theo nó nữa, mà trước hết mọi sự tôi tìm kiếm nguồn sáng. Và khi tôi chạy tới với nguồn sáng, mọi người thấy đi theo tôi chưa? Tôi đi đâu bây giờ nó đi theo. Tôi không còn đuổi theo nó nữa, mà khi tôi tiến gần tới nguồn sáng thì nó phải đi theo tôi. Nó chính là danh lợi quyền, nó chính là tiền tài tình đấy. Mới chỉ nhìn thấy ánh sáng một chút mà tôi không nhìn thấy anh chị em nữa rồi, vì nó chói mắt quá. Lời Chúa nói mọi sự đó Ngài sẽ ban cho thêm. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc của ngày mai. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy. Ai là người đã từng ít nhất một lần lo lắng về ngày mai? Giơ tay tôi xem nào. Tôi giơ cả tay cả chân. Chúa không cấm bạn suy nghĩ về ngày mai. Ngài chỉ dạy rằng đừng lo lắng. Hãy nhắc lại cùng tôi, lo lắng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ suy nghĩ. Cần phải có chương trình cho ngày mai. Cần có chương trình cho con sau này học trường gì, nó học cái gì, học nhạc như thế nào. Mình phải có chương trình cho tương lai. Nhưng không cần lo lắng về tương lai. Người Việt Nam nghĩ với lo là một. Tại sao lo nghĩ thế ông Cần? Tại sao lo nghĩ thế? Từ lo luôn đi trước, nghĩ đi theo sau. Thế ra dường như cái lo nó nuốt chửng cái nghĩ rồi. Bạn chưa kịp nghĩ gì đã bị tiêu cực nó nuốt mất rồi. Thế ra mắt luôn luôn nhìn thấy tiêu cực. Chúa nói sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy rồi. Bạn ơi, quá khứ không làm lại được. Bạn ơi, tương lai của bạn không chụp được. Bạn chỉ có thể nắm được ngày hôm nay ở trong tay của bạn mà thôi. Và ngày hôm nay phải quyết định tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài ngày hôm nay, thì Ngài sẽ ban cho bạn thêm những điều khác ngày mai. Tương lai của bạn ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Hãy nói với người lân cận rằng tương lai ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6. Hallelujah. Hebrew đoạn 13 câu 5 câu 6. Chớ tham tiền. Ai đã từng một lần trong đời tham tiền? Giơ tay xem. Chúng ta sống trong gia đình này á, chân thật. Sự chân thật rất là quan trọng. Các con thanh thiếu niên, sự chân thật thật là quan trọng. Điều mà mục sư đang muốn chia sẻ với các con đây, nó phải trả giá cho mục sư nhiều năm khi sang Nga học. Sự tham tiền nó rất là nguy hiểm. Có một câu chuyện kể lại một vị vua xứ Phrygi. Ông ta giàu đến mức độ có một cái kho ở dưới lâu đài của ông đựng tiền bằng vàng. Mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ, ông ta xuống chui đầu vào đống tiền vàng, bốc tiền vàng đưa lên mũi ngửi mùi kim khí, rồi sau đó mới ngủ ngon được. Ông ta có một ước mơ, ước gì mình nhiều vàng hơn, ước gì sờ vào cái gì cũng thành vàng. Và có một lần ông ta nằm ngủ,
một con quỷ thần xuất hiện và nói rằng người sẽ được như điều mình ước. Ông ta bật ngược mở mắt ra nhìn, wow, từ nay mình trở thành người giàu nhất thế giới này, sợ cái gì cũng thành tiền, thành vàng. Ông ta ngủ tiếp, bắt đầu từ sáng, ông ta nhìn thấy phép lạ xảy ra. Ông ta sờ vào cái chăn vừa mới đắp, nó trở thành một cái thảm vàng. Sờ vào cái gối đằng sau lưng, cục vàng, ông ta gối lên, ông ta sung sướng quá. Chưa kịp mặc quần áo, ông ta chạy ra ngoài vườn, sờ vào hàng rào, thành vàng, sờ vào cây, thành vàng. Ông chạy khắp vườn của mình, sờ, cái gì cũng thành vàng. Cả lâu đài thành vàng, cây cối trở thành vàng. Và một hồi sau, ông ta mệt quá vì sờ, mới chạy về để nằm nghỉ. Người hầu lệ mẹ đưa đồ ăn sáng vào cho vị vua đó. Ông ta đói quá, vừa cầm cái miếng bánh mì đưa về miệng, vừa cầm thạch vàng, không cắn nổi. Ông ta khát nước quá, cầm cái cốc chuẩn bị uống, thạch vàng, không có nước để mà uống nữa. Ông ta bắt đầu thấy nguy hiểm rồi. Bây giờ mình sống kiểu gì này? Cái gì có thạch vàng ở đây? Mà bây giờ vàng làm sao nó mua được nước và đồ ăn bây giờ? Ông ta đang suy nghĩ cách giải quyết thế nào nhỉ? Thì cô công chúa cực kỳ xinh đẹp của ông hàng buổi sáng thường chạy vào hôn cha của mình. Nó mở cửa vui mừng chạy vào với cha của mình. Nó đang chạy như vậy, ông nhớ, đừng đừng, để muốn ngăn con của mình không lao vào cha. Nhưng đâu kịp rồi, nó lao vào lòng ông ấy, vừa đụng vào con thành một pho tượng vàng, ôm con và khóc. Lúc này vị vua đó mới chợt tỉnh ra rằng sự tham tiền đã trả quá nhiều, sự tham tiền mất nhiều quá, và khi mất rồi có tiền không mua lại được những điều mình đã bán. Cái gì cũng bán được để lấy tiền, nhưng khi có tiền rồi mua lại những cái bán không mua nổi. Amen. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Wow, lấy điều mình có làm đủ rồi, làm sao biết để đủ bây giờ? Làm sao để biết đủ bây giờ? Đứa nào vừa ho? Bà đứng dậy, bế cháu đứng dậy một chút được không? Ông Chiến đứng dậy nào, bế cháu đứng dậy. Ok, mọi người nhìn thằng bé đấy. Ok, dạ. Để cho mọi người nhìn thấy cháu thôi. Ok, mời bà và cháu ngồi. Thằng bé này nó không mắc tội tham tiền. Vì sao? Đối với nó, những điều gì mà bà nó có là đủ cho nó rồi. Nếu đặt trước nó 1 triệu đô với bà của nó đó, nó sẽ bỏ ra với bà của nó cơ. Thế ra Chúa mới nói rằng chớ tham tiền. Làm sao mà thắng được tội không tham tiền? Ngài mới nói rằng vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta không lìa ngươi, ta chẳng bỏ ngươi đâu. Nếu không có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, tôi nói thật, không ngoại trừ tôi đâu, ai ai cũng mắc tội tham tiền. Bởi vì Chúa nói có ai thờ Đức Chúa Trời và lại cùng một lúc ma môn đâu. Tất cả những thần tượng người ta thờ đều tiến tới túi tiền thôi. Hết thảy những ông nào đó từ đất, từ gỗ đều bắt đầu phục vụ túi tiền của họ. Nếu không thì tôi thay ông khác. Bởi vậy cho nên chính Chúa, hãy nhắc lại cùng tôi từ chính Đức Chúa Trời. Wow, hay lắm. Tôi chưa thấy một người nào được phước như Abraham. Bởi vì Abraham một lần được nghe Chúa nói rằng ta lấy chính mình ta mà phán với ngươi rằng ta, chính ta là thuận đỡ của ngươi. Kinh không? Mời Dũng đứng dậy không? Dũng bây giờ đang bị Đại bắt nạt, con đứng ở đây. Và bây giờ Đại đứng dậy hầm hờ, tay đấm Dũng đi. Dạ, bây giờ mọi người nhìn này, bây giờ Đại đang dọa Dũng. Tôi mới nói với Dũng rằng Dũng ạ, mục sư cho con cái lá chắn.
con cọp này để chắn, lá chắn. Đại vẫn tấn công, ok. Như vậy cái lá chắn này không giúp được gì cho Dũng đúng không? Và bây giờ tôi nói rằng Dũng, Đại hơi dã man đúng không? Nhưng mà yêu hơn mục sư. Mục sư hứa với con rằng lấy chính mình mục sư mà nói rằng mục sư là lá chắn cho con. Bây giờ Đại bước vào đây, vỡ mặt ngay, đừng đùa thôi, ra lại đấy. Và bây giờ tôi đó đứng ra làm lá chắn cho Dũng, mọi người hiểu không? Nếu mà Đại muốn tấn công Dũng phải qua xác của tôi. Và bây giờ Abraham được Chúa phán rằng ta lấy chính ta mà phán rằng ta là thuận đỡ cho người, kinh không? Bạn mời hai con trở về, hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Bạn ơi, hãy nhìn lại và gạch chân trong Kinh Thánh của bạn cái từ chính Đức Chúa Trời có phán, hay không? Cho nên tại sao khi bạn kêu cầu danh Chúa mà bạn lại được Chúa đáp ứng như vậy đó? Bởi vì lời hứa của Ngài nói rằng nếu các ngươi gọi ta là cha thì ta lấy chính mình ta mà phán rằng ta không bỏ các ngươi đâu, ta không lìa các ngươi đâu. Bởi vậy cho nên Chúa mới nói hễ ai mà làm cho mình giống như đứa trẻ kia kìa thì nước thiên đàng thuộc về những con người đấy là như vậy đó. Là những đứa trẻ phụ thuộc vào cha mẹ của mình, bởi vì chỉ có cha mẹ ở đó mới có đáp ứng mọi sự. Chưa chắc một ông giám đốc đã cho bạn đủ mọi thứ, nhưng cha mẹ chắc chắn sẽ cho đứa con của mình đủ dùng và sự thỏa lòng nữa. Amen. Amen. Giàu chưa chắc đã là không thiếu nha. Giàu chưa chắc đã là không thiếu nha. Nhưng có Đức Giê-hô-va làm đấng chăn giữ tôi không thiếu thốn điều gì. Ông Gióp nói rằng tôi trần truồng ra đời này không mang vào đời cái gì, và ra khỏi đời này cũng trần truồng không mang gì theo. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lấy đi, tôi ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu nói tưởng là tự kỷ ám thị nhưng không phải. Câu nói đó bộc lộ ra một người biết phó thác mình hoàn toàn trong tay của Ngài, giống như đứa con hoàn toàn trao mình trong tay của mẹ mình khi mẹ nó cho nó bú sữa. Khi mẹ nó rút khỏi bầu sữa, vú của mẹ nó ra khỏi miệng của nó, nó vui mừng. Bởi vì nó biết rằng mẹ nó biết con đã đủ no rồi, nó không đòi thêm nữa. Và khi đói mẹ nó cho nó bú tiếp, nó thỏa lòng ở trong vòng tay của mẹ nó, không lầm bầm than vãn Đức Giê-hô-va ban cho tôi vui, Đức Giê-hô-va lấy đi tôi vui, bởi vì Ngài biết lấy ra khỏi tôi là có lợi cho tôi. Amen. Hãy nói với tôi từ amen. Amen. Mấy tháng trước, cả xứ Scotland và Anh Quốc xôn xao một vụ án. Một cô gái có tên là Jane Park đã trúng xổ số năm 2012 với giá 1,2 triệu đô la khi 17 tuổi. Sau 4 năm, cô ta quyết định kiện tập đoàn xổ số Camelot với lý do: sau khi tôi trúng thưởng sau 4 năm, đời sống của tôi tồi gấp 10 lần so với trước khi trúng. Bản án kiện nói rằng tiền thưởng đã phá hủy cuộc đời của cô, và đề nghị từ nay trở đi tập đoàn xổ số này chỉ cho phép những người trên 18 tuổi mới được mua xổ số và trúng số mà thôi. Nguyên nhân đời sống tôi tồi đi bởi vì tôi đã quá mệt mỏi trong vòng 4 năm qua đi mua sắm hàng hiệu. Tôi không tìm được một người bạn trai nào yêu tôi thật lòng. Tôi đã mất 6.000 đồng bơm ngực. Tôi thường xuyên đánh nhau với những bảo vệ hộp đêm và chuẩn bị ra tòa vì 3 lần say rượu khi lái xe. Cuộc sống của tôi trống rỗng, không có mục đích. Cuộc đời của tôi sống để làm gì? Vì cớ 1.200.000 đô la mà cô ta trúng số. Cứ tưởng giàu mà có lợi à? Nếu như không chuẩn bị con người bên trong của mình để xử lý với số tiền đó, tiền vào là phá hủy cuộc đời của chúng ta. Đừng cho con mình tiền, hãy cho con mình
thời gian của chúng ta nhiều hơn và sự quan tâm với chúng nó. Amen. Amen. Quay trở lại câu Kinh Thánh. Chớ tham tiền. Hallelujah. Tham tiền không có lợi, nhưng sống vì nhau có lợi. Có một vị vua nọ quyết định làm bữa tiệc kỳ lạ, mời hết thảy các thần dân sau một ngày đói ăn tới lâu đài của ông. Tất cả những bữa ăn đó được xếp vào những phòng khác nhau, với một điều kiện ăn thoải mái, không được quyền ăn bốc, có lính gác kiểm tra, ai bị ăn bốc thế đuổi ra khỏi tòa nhà. Ăn thoải mái những đồ ăn với một cái đũa dài 3 mét. Và ông ta bầu đi kiểm tra, thấy phòng nào cũng ầm ĩ, cãi lộn nhau. Bởi vì cái này của tao, cái này của tao. Họ không thể nào đưa vào miệng được. Vì gấp như vậy, làm sao đưa vào miệng được? Vì nó dài 3 mét mà. Thành ra cứ giờ lung tung cãi nhau, bụng đói, càng nhiều nan đề. Nhưng ông ta đến một cái căn phòng, thấy tiếng tóc tép, thấy tiếng hí hích, thấy tiếng ăn rất là ngon lành. Ông ta ghiêng chân nhìn qua cửa sổ, phát hiện ra ở trong căn phòng này, ở bên ngoài đề cái phòng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Berlin, họ ngồi ăn rất là vui vẻ. Bởi vì thấy có tiếng những cái bà U50 nói: Bình ơi Bình, ăn món gì chị gấp cho em. Bình nói: đây món này. Và bây giờ cái bà đầu ngồi kia cách xa 3 mét lấy cái đũa gấp cái món đó đưa vào miệng của bà Bình. Bà Bình ăn: thế chị thích ăn món gì? Bà kia nói: đây là món này, chỉ ngay sát bên cạnh, đồ ăn ở bên cạnh mà lại không được quyền gấp, bởi vì không gấp nổi, đũa nó dài 3 mét cơ. Ở cái phòng đó họ gấp đút cho nhau, mà không phải gấp đại để đút những miếng người ta không thích nhá. Họ toàn hỏi: thích ăn cái gì? Người kia bảo: ăn cái này. Thế em thích ăn gì? Ăn cái này. Bắt đầu họ đút cho nhau, cứ thế đút cho nhau. Và khi họ đút cho nhau như vậy thì họ được thỏa mãn. Càng tham thì càng bị thâm, còn càng sống vì người khác thì càng có lợi. Cho thì nhận lại được, và nhận lại họ lắc cho đầy hơn. Nếu ai đã từng vay gạo và trả gạo thì biết rồi đấy. Mỗi một lần mà bạn mà vay gạo người ta, bạn phục thật mạnh, còn giả gạo thì đóng nhẹ nhẹ tay để cho nó vơi bớt đi, và đừng có ngọn nhé con. Cảm ơn Chúa. Đoạn Kinh Thánh Timôthê 1 đoạn 6. Anh chị em đã mệt chưa? Dạ. Lời Chúa nói rằng: và sự tin kính cùng sự thỏa lòng, đó là một lợi lớn, không phải lỗ nha. Người đời cứ tưởng là thiệt mà lại cực kỳ lợi. Thằng bé xếp lại mấy đôi dép đó, tưởng là ai có trả tiền cho mày mà mày đi, mày xếp là làm gì cho mệt con. Không, nhặt một cái rác. Một câu chuyện, có một cậu đi xin việc, đang ngồi một hàng dài như vậy này. Ông giám đốc, có một người mà phỏng vấn đi ngang qua, ông đi toilet, ông ra khỏi căn phòng đi ngang. Cái cậu này, cậu vừa bước vào, đang đứng như vậy, mới cúi xuống, nhìn thấy một cái rác. Cậu cầm cái rác như vậy, cậu lại thùng rác cậu nhặt cậu vứt vào như vậy. Cái người phỏng vấn kia nhìn thấy cử động như vậy đó, lập tức ưu tiên cho cậu này đi vào, gặp tôi ngay, và nhận người đó vào làm việc, không cần biết cái tài năng của con người này như thế nào. Tính cách cẩn thận như vậy, học với chúng tôi rồi. Còn về chuyên sâu của ngành này, chỉ cần 3 tháng thôi. Không cần bằng của anh học cái gì. Chỉ cần 3 tháng tôi sẽ đào tạo anh chuyên sâu đúng nghề của tôi. Bởi vậy cho nên, những việc nhỏ nhỏ như vậy quan trọng lắm anh chị em. Amen. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Có một vị triệu phú tại London, khi qua đời, ông ấy nói với con của ông trong di chúc rằng: khoét ở hai bên quan tài hai cái lỗ, và khi đưa quan tài của bố đi ngang qua đi chôn, làm sao cho hai cái tay nó thò ra hai bên như vậy. Con hỏi: để làm gì? Bố giải thích rằng cả London biết bố là thượng khách rất là giàu có, nhưng khi qua đời với hai bàn tay trắng không mang gì theo được con ạ. Để muốn dạy cho những người London rằng hay làm việc lành khi tay mình còn ấm. Chúng ta luôn luôn để lại di chúc cho con của mình khi mình chết. Nhưng mà tại sao khi lúc con, khi mình còn sống đấy, không trao cho con mình những cái tài sản đó, để đợi cho khi chết rồi mới trao. Hay làm việc lành cho người khác, hay ôm con mình khi tay mình còn ấm này.
hay làm việc lành khi tay mình còn ấm, hay làm một việc gì đó, hay bắt tay ai đó, đi tìm kiếm một ai đó khi tay mình còn ấm. Đừng khi mà không còn nữa thì mới biết giá trị và đi tìm họ. Amen. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng rồi. Tiếp theo, bật câu thánh tiếp theo nào. Còn những kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chứng sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Hãy nhắc lại cùng tôi từ tham tiền. Tiền bạc không phải là cội rễ của mọi điều ác, nhưng sự tham tiền mới là cội rễ của mọi điều ác. Amen. Amen. Tiền bạc, tôi nhắc lại này, tiền bạc không phải cội rễ của mọi điều ác. Bởi vì nếu tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác thì chúng ta sẽ khinh tiền bạc. Và nếu như bạn khinh điều gì thì điều đó không đến với bạn đâu. Chỉ sự tham tiền mới là cội rễ của mọi điều ác thôi. Chúng ta không chống lại tiền bạc, chúng ta coi trọng tiền bạc nhưng không yêu tiền bạc. Chúng ta đánh giá tiền bạc nhưng không tham tiền bạc, chúng ta yêu Chúa. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Amen. Câu kinh thánh cuối cùng, châm ngôn đoạn 10 câu 22, mời mọi người đứng dậy nào. Châm ngôn đoạn 10 câu 22. Lời Chúa nói, phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, chẳng thêm sự đau đớn gì lẫn vào. Trúng xổ số của cô gái có tên Janet người Scotland đã mang tới sự đau đớn. Còn phước đến từ Đức Chúa Trời. Nếu như chúng ta tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, điều gì mà Ngài cho thêm, điều đó làm chúng ta giàu có. Và cái gì mà Ngài cho chúng ta, cái đó là của Ngài, thì không kẻ trộm nào có thể cướp được. Amen. Bởi cơ đó tại sao tôi không bao giờ đuổi theo những kẻ bỏ đi. Bởi vì nguyên tắc nói rằng, chiên mà ta cha ta trao cho các ngươi sẽ sớm muộn gì ở trong tay của các ngươi. Chúa là đấng Ngài kêu gọi, Ngài biết được ai thuộc về ai. Và nếu như bạn mà sự thật nhận được phước từ Chúa, cái xe ô tô đó, bạn sẽ không còn mất ngủ nữa. Chúa sẽ bảo vệ cho bạn. Amen. Thành ra bài giảng ngày hôm nay tôi muốn nói với anh chị em rằng, để tránh được sự tham tiền, trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài. Cảm ơn Chúa với những con người đang có mặt tại đây. Chúng ta hãy đến với Chúa cầu nguyện. Mời ban tôn vinh lên phía trên. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì chỉ thắng được tội tham tiền khi chúng con biết Ngài, ở gần Ngài, có Ngài, yêu Ngài và có mối quan hệ với Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôn cao danh Chúa Giê-xu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hãy đến với Chúa cầu nguyện anh chị em. Hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Có thể ai đó đang cần những nhu cầu về tài chính, ai đó đang nhu cầu về giấy tờ, ai đó đang có nhu cầu về sự chữa lành cho thân thể. Hãy đến với Chúa cầu nguyện và nói rằng, Chúa ơi, con quyết định ngày hôm nay tìm kiếm nước của Ngài và sự công bình của Ngài. Ngài hứa ban cho chúng con mọi sự khác nữa. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hãy cầu nguyện trong tiếng mới thật nhẹ nhàng nếu bạn thực sự đã nhận báp têm Đức Thánh Linh. Oh, hallelujah. Shida parama son tolo bokola masaya. Era ba mama toro ro 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 ro. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay. Có ai đang ngồi tại đây ngày hôm nay cũng muốn cầu nguyện đặc biệt cho người đó. Chúa Ngài lau ráo nước mắt của người đó, hết thảy mọi sự buồn phiền, không có tử vi bói toán nào tiếp tục hành hạ con người đó nữa. Con cảm tạ Ngài vì Ngài là Cha nhân từ. Có Cha, chúng con không còn mắc tội tham tiền nữa. Và khi có Cha, làm theo đúng lời của Ngài, thì sự giàu có tới với chúng con. Sự giàu có đến không phải bởi vất vả tất tả mệt lả nữa, mà sự giàu có đến bởi sự khôn ngoan từ Ngài,
bởi những mối quan hệ Ngài mang tới, bởi phước của Ngài mang tới cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài để chúng con không phải làm để mà mất nữa. Con cảm tạ Chúa, tôn cao danh Chúa Giêsu Christ. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.